Hai Sang chào buổi sáng cả mọi người nha. Cho cũng gần 30 ngày rồi Sang không có làm video lên trên kênh. Không biết là mọi người ở đây còn nhớ đến Sang hay không ha. Còn riêng bản thân Sang thì Sang nhớ mọi người rất là nhiều. Nhưng mà người ta nói là cuộc đời á, đôi khi nó sẽ xảy ra những cái điều mà không giống như chúng ta mong muốn mọi người. Trong một tháng vừa rồi á, gia đình Sang xảy ra rất là nhiều việc. Con của Sang á bị bệnh nằm hơn 20 ngày ở trong bệnh viện mọi người. Vừa bà Bảo vừa mới xuất viện về á, thì bố bối lại tiếp tục nằm viện 4-5 ngày nữa. Và nuôi bố bối về xong á, thì Sang lại bị sốt xuất huyết. Gần 6 ngày á, nằm ở nhà không có đi quay được video. Khi mà khỏe lại á, thì đưa mấy đứa ra ngoài Hà Nội để thực hiện cái lời hứa cho mấy đứa đi thăm lăng bác á. Ra ngoài đó thì quay video xong rồi về tới nhà có một số trục trặc xảy ra và không cắt video đăng lên cho mọi người xem được. Nên gần cả 30 ngày rồi sao không đăng được cái video này lên kênh hết cả. Sang thì nói thật với mọi người, không làm được video thì nhớ mọi người ở đây rất là nhiều. Nên sáng hôm nay cũng có nhiều muộn phiền ở trong lòng. Nên Sang nói với anh Huân là thôi đi xuống sông. Mấy anh em Sang sẽ xuống dưới sông chơi một vài ngày gì đó. Với lại là sẵn tiện sửa lại cái căn chòi mà căn chòi cái láng của anh Huân đó mọi người. Tại vì hôm nay đã là vào cuối tháng 12 rồi, là còn có 1 tháng 2 tháng nữa là mùa mật ong ở trên bảng bắt đầu rồi mọi người. Nên mấy anh em Sang xuống dưới đó để sửa lại cái căn chòi. Mùa ong mấy anh em Sang sẽ ở cái căn chòi đó và đi bắt ong ở những khoảng rừng này nha. Phía bên đây là có cây thuốc lá này, lâu lắm rồi thì Sang cũng không có xuống dưới đây. Mấy căn chòi này thì lâu quá không ai Sang sửa, nó cũng mục hết rồi mọi người. Đây là cây thuốc rê á. Cái cây này là người ta trồng để làm cái thuốc lá để hút đó mọi người. Khi lá to này người ta sẽ hái xong rồi sắt ra để phơi á, quấn vào trong cái giấy để hút á. Tốt ghê không? Cái chòi thì của anh Huân ở dưới đây. Sáng thì anh Huân chạy xe xuống dưới trước rồi để đi thả tay lưới kiếm cái bữa ăn trưa đó mọi người. Đây là cái chòi của anh Huân, cái láng của anh Huân này. Cái lúc mà mới quen anh Huân á, thì Sang cũng lên trên đây và ở trong cái láng này để làm nhiều cái video đi bắt cá với lại bắt ong ở đây này. Nhưng mà lâu rồi cái chòi này cũng không ai Sang sửa lại á. Nên mọi người có thể thấy là cái bạc phía trên nó cũng rách hết rồi. Mùa mưa thì không ở được nên mấy anh em bàn nhau là sẽ sửa lại. Để mà mùa ong năm nay á thì mình sẽ đi kiếm ong ở những cái khoảng rừng, khoảng sông dưới đây ha. Giờ sửa lại căn chòi này thì cũng hơi lâu á. Sáng anh Huân đi thả lưới hả? Nay thì có anh Huân, anh Bảo nè, anh Hàng, nói chung là 5-6 anh em á, sẽ cùng nhau đi sửa lại con chòi này. Rách quá rồi ha. Nó cũ quá rồi, bạc nó rách hết rồi. Nên giờ muốn sửa thì phải sửa lại từ đầu luôn á, tháo hết ra. Bỏ cái bạc đi và căng lại bạc mới này. Cũng như là chặt một ít tre bên kia sông á. Tre ngã đó mọi người. Mấy anh em sẽ làm mé vách ở phía sau, mé vách bên hông để chắn gió. Cái bạc ở phía trên chòi xuống nha mọi người. Cái bạc cũ thì mình bỏ đi. Giờ thì sẽ bắt đầu là căng cái bạc mới lên phía trên để cho nó đỡ nắng này. Ở dưới sông này thì nắng lắm nha. Xong rồi mình mới bắt đầu là sửa cái sàn ở phía dưới đây. Cái sàn này thì cũng mục quá, cũ quá rồi mọi người. Không ở được nữa nên phải tháo hết cái cây này ra để thay cái cây mới. Cái bạc này vừa không ta? Chắc đủ ha. Giờ căng bạc lên cho đỡ nắng nha mọi người, cái hông nắng lắm. Xong mới bắt đầu là sửa vách, sửa ván sao. Cái chòi này gần như là phải sửa lại hết toàn bộ từ đầu á. Mục quá mục rồi. Thường thì ở dưới sông đây người ta sẽ làm mái bằng cái lá mây kia mọi người, ở rất là mát. Nhưng mà chặt lá mây đó thì mất thêm nhiều thời gian á. Thank you.
À, khi sáng á, thì anh Huân xuống sớm, mọi người có đi thả cái tay lưới ở phía cái hụt dưới kia kìa. Rồi thì mấy anh em sang sẽ đi thăm, tại vì cũng là 11 giờ mấy trưa rồi, để kiếm cá làm cái bữa ăn trưa ha. Trời thì sửa chưa xong đâu, chắc phải chiều chiều nay thì mới xong hẳn. Xem có cá hay không, tại vì sáng không có mua đồ ăn theo á mọi người. Đây là cái tay lưới mà khi sáng anh Huân thả đó mọi người. Giờ thì mấy anh em sẽ thăm nha. Thăm xong để tay lưới ở đây luôn, chiều thăm tiếp. Bốn cây. Kìa giống cá ta. Ôi con cá kìa. Cái chèn kìa. Ô cái chèn bự luôn, bắt đi. Không cá kết, cá kết. Chưa, cá kết này nhiều lắm. Nhắc lưới sớm quá mà. Lưới này dính được một con cá kết mọi người. Ui to, cả ký luôn. Đây. Mọi người xem con cá kết này dính lưới này. Sớm quá, 3 giờ nhắc nhiều lắm. Chắc chiều đi thăm một lần nữa ha. Chiều nay có cá đi ăn rồi. Này không thấy đâu. Thăm qua không thấy, thăm lại thấy. Năm nào thả đấy cũng được một vùi hết à. Chiều nay thăm lần nữa ha. Chiều thăm chắc dính nhiều lắm. Cái lưới này thì mấy anh em sang không có nhấc cho mọi người, mà để yên luôn, để chiều nay mình thăm mình kiếm cá ăn. Đây. Đây. Con này gọi là cá kết nha mọi người. Mọi người thấy con này đẹp không? Cái loại này thì nó có con to lắm nha. Còn sống. Đây cái răng của nó này. Một con. Hai con cá nhỏ với một con cá to. Anh em sang cũng đã thăm xong tay lưới rồi mọi người. Đi xuống sông thì đâu sợ thiếu đồ ăn ha. Cứ sáng sáng thả tay lưới là trưa mình thăm sẽ có cá thôi. Đây, thành quả nha. Anh Huân bảo là chiều nó mới dính nhiều, nên anh em sẽ ngâm lưới lại để chiều thăm một lần nữa. Tối thăm một lần nữa. Mọi người thấy đã không? Thịt ăn rất là ngon nha. Thịt cái con này ăn cực kỳ ngon luôn. Cái con cá này thì anh Huân định là sẽ nấu với rau dớn mọi người. Rồi mấy anh em ghé vào trong đây đi. Có cái bãi rau dớn cạnh với cái suối nhỏ, xem là có đọt rau dớn hay không. Hái một ít. Mùa này chắc rau dớn chưa ra nhiều đâu ha. Rau dớn ra nhiều thì phải vào cái mùa ong lắm mọi người. Mùa này thì không có đọt mấy đâu. Ít quá ha. Ngay chỗ có bãi rau dớn chỗ này mọi người, mấy anh em sao phát hiện là có cái dấu chân của con gì này. Mọi người thấy móng của nó. Móng. Đây. Chân con gì ha. Thì dấu chân của nó mọi người. Cái này là không phải chó nha. Tại vì ở trong rừng thì sẽ không có chó đâu. Mà chó cũng đâu bự như vậy ha. Đây này. Mọi người thấy cái chân không? Ở trong rừng, ở đây là ở trong rừng nha, ở dưới sông nha. Cái này thì không có chó đâu. Cái là con báo hả? Đây là con báo hả? Mấy anh bảo là chân của con beo mấy người, con beo con báo. Chân cọp chắc to hơn quá chứ nó nhỏ gì đâu ha. Cọp to con cái bát đi. Ừ. Được một ba hái được một ít rau dớn kìa. Về nấu với chung với con cá. Giờ về chọi thôi. Cũng hên có một con để nấu ăn chứ không à. Chuyện này không biết ăn gì. Cái ký quá. Giờ mình để nấu với rau dớn. Ăn trưa xong rồi sẽ đi giăng lưới tiếp mọi người. Ở đó sửa chòi tiếp.
Thả lưới có chút mọi người, mà được nguyên một cái rổ cá ngon đây này. Giờ lên chòi để nấu ăn trưa ha. Bây giờ thì mấy anh em Sang sẽ bắt đầu là nấu cơm trưa nha. Đây là con cá này. Thường thì mấy con cá á, dưới sông mấy anh em Sang bắt được á, nếu mà nấu canh chua thì phải chiên sơ, nhưng mà con cá kết này thì không chiên nha mọi người. Tại vì thịt nó rất là bở, nếu mà mình chiên ra là nó sẽ rụng cái thịt ra khỏi xương, nó bở ra hết rồi. Bảo cho cả cà vô nó, cho ít cà đắng vô. Nay thì lại quên đem me, nếu có me là ngon rồi. Nấu xong thì sẽ ăn cơm xong sửa chòi tiếp. Cà nào rơ giỡn cũng là chín mình rồi. Cơm cũng là chín rồi. Cơm chín, cà chín. Giờ mới nêm sang cơm trưa thôi. Xong càng khô luôn. Mấy anh em sang sửa chòi từ sáng giờ mọi người thì cũng đã xong rồi nha. Anh Huân chạy xuồng xuống cái đoạn thác dưới đây để mà mấy anh em sang sẽ mần một con trăng. Tại vì hôm nay đi xuống dưới đây á, Sang với mấy anh có mang theo một con trăng rất là to ở trong cái túi lưới này nè mọi người. Trăng này thì là trăng nuôi nha, người ta nuôi ở phía trong trại trăng á. Sang mua một con để mấy anh em Sang sẽ làm cái bữa ăn. Tại vì lâu rồi cũng không gặp mấy anh đó mọi người. Ở đây đi ha. Ở đây sạch sẽ này. Cái chỗ này thì là con thác. Nước phía trên nó đổ xuống mọi người. Mần này mần kia ở đây á, nó sạch sẽ. Tại vì nước nó trôi đi. Đây. Đồ nặng dữ ta. Lấy cái nồi nữa. Nặng gớm ta. Nặng mà ha. Mà ngay đây cho nó sạch sẽ mọi người. Khoan ngay đây này. Dù khoan gần thua nó bơi ạ. Không, trăng nuôi mà chắc không bơi đâu. Mở ra thử nè. Phút nấm à. Phụ đi hả. Mình to không? Đây là em cầm đồ cho. Cầm đuôi ấy. Đây, đây, đây. Ủa, khỏe lắm. Đây là cái con trăng mà ngày hôm nay mấy anh em Sang sẽ anh sẽ mần con này em ơi. Cứ ghét tuấn tốn rồi đi nhời. Dí chắc đầu nhá, dí chắc giờ. Mọi người cầm đuôi, mọi người cầm đầu á. Con này to lắm mọi người, lúc Sang mua là nó tận tới 18 ký mấy, còn 19 ký. Con này là trăng nuôi thôi, người ta nuôi để mà người ta lấy da trăng với lấy mỡ nên sẽ mua một con. Ủa, bự dưới ta, trong cái lưới nhìn nó sẽ bự dưới ta. Ai nghĩ là không nổi quá. Cho cái đuôi ra trước đi, cho cái đuôi ra trước đi. Một người cầm đuôi. Giữ chắc đầu nha. Quá wow, bự dưới vậy. Giữ rồi. Giữ đầu ra, giữ đầu ra chắc nha. Cầm đuôi chưa? Ui to lắm. À, tôi này là anh chứ. Đây. Là... Thôi, dỡ lên hàng. Dỡ lên hàng. Con trăng này á, ở trên vùng của Sang với mấy anh không có nha mọi người. Ở trên đây á, chủ yếu là trăng gấm, trăng rừng á. Còn con trăng này gọi là trăng Nam Bộ. Cái loại này là trăng đen nha, trăng đất nha. Trăng này là trăng nuôi thôi. Ui, nó xí cỏ á. Giờ làm món gì được hả luôn? Sao với hầm. Xào với nấu cháo ha. Mấy anh em Sang thì không biết làm món gì cho ngon á, nên có lẽ làm hai món thôi. Một món là nấu cháo với lại xào sớt. To lắm. Đây. Nó ướp gia vị nướng. Dai không?
thường. Chắc không dài đâu ha. Đây mọi người xem cái phần lưng da của nó này. Chân này ngắn nhỉ. Cái này là người ta nuôi ở trong trại để người ta lấy mỡ trăng đó mọi người. Xíu nữa thì mấy anh em sẽ lấy một ít mỡ trăng để bôi phỏng. Ngon đi. Cắt rồi. Cắt đi. Cắt rồi đó bôi. Bánh. À kêu cái... Rồi, rồi kéo ra hàng ơi. Đi sang cầm. Rồi, cầm hai người cầm không cầm nổi đâu. Rồi mọi người xem cái con này nè, dữ không? Rồi, mần thôi. Giờ mần cắt khúc ra một ít nấu cháo, một ít nướng, một ít xào sớt mọi người. Mọi người xem con trăng này nè, hoành tráng ghê không? Giờ thì mấy anh em sang sẽ chụp một vài tấm hình để làm kỷ niệm ha. Rồi chuẩn bị mần thôi. Nay 6 anh em mình chắc ăn không hết con này đâu. Nhiều quá. Bự quá. Mới đầu ở trong túi lưới á, thì sẽ thấy nhỏ nhỏ mọi người, nhưng mà không hiểu sao đổ ra thì nó to, thật là to luôn. Đây cái phần từng khúc của nó này. Bây giờ thì sẽ chụp một vài tấm hình nha. Dài chắc 4 mét rồi anh không? 3 mét mấy? 3 mét. To thật. Sang với mấy anh đang đốt một đống lửa để nấu một cái nồi nước sôi đây mọi người, để chuẩn bị mần con trăng. Thì anh Huân bơi qua cái gốc cây phía bên kia kìa, bắn được một con cá lăn đá rất là to luôn. Đây mọi người thấy anh ấy đang cầm trên tay không? Mấy ký bự không? 2-3 ký không? Hơn ký à? 2 ký đi. À thật, biết vậy bơi theo để lặn bắn rồi. Mùa này là cá mùa lạnh đó mọi người, cá lăn nó sẽ đi nổi cặp bờ sông chỗ này nè. Hy vọng là tối nay mấy anh em sang đi thả lưới sẽ kiếm được một ít. Này đồ ăn dư luôn rồi. Vừa có trăng để ăn mà vừa có cá ở kia đó. Cá lăn đá này. Ui, chiều nay quá cho đồ ăn luôn rồi. Ai, mùa này thì là mùa cá lăn đá vào cặp bờ, tại vì là mùa lạnh đó mọi người. Sao ăn hết ta, vừa có trăng mà vừa có cá nữa. Còn tay lưới dưới kia nữa. Quá trời đồ ăn luôn, đi xuống sông thì đâu sợ thiếu đồ ăn đâu người. Lúc nào cũng được ăn cá lăn đá hết. Chắc là gác bếp đi ha. Chứ ăn không hết uổng. Quá đã luôn. Con trăng thì nãy giờ mấy anh em xe cũng đã mần xong nhưng người, bây giờ thì anh Huân sẽ mang ra thác để cắt khúc nó ra thành từng phần nha. Phần nào nướng thì nướng, còn phần nào nấu cháo thì nấu cháo nha mọi người. Con trăng này là con trăng nuôi nha. Để nhiều người không biết thì cứ nói là mấy anh em sang bắt trăng này kia, nhưng không phải. Đây là trăng nuôi mua trong trại thôi. Đây là cái phần quý nhất của con trăng này. Cái này là mỡ trăng nha mọi người. Nó sẽ có từng cái cục, từng cục như thế này nè. Như là trứng của nó luôn ha. Không phải, cái này là mỡ nha mọi người. Mấy anh em sẽ bỏ mỡ trăng qua một bên, để một hồi bỏ vô trong cái nồi á, mình sẽ nấu cho nó chảy ra và cho trong vào một cái hũ. Khi mà ai bị bỏng này kia thì mình sẽ xức cái mỡ trăng này lên trên cái vết bỏng á, thì nó sẽ rất là nhanh liền ra. Nó sẽ có từng viên giống như là một cái trứng vậy, nhưng mà không phải trứng, chỉ là mỡ thôi. Cái đâu ăn được hả? Ăn được rồi. À, ý là béo quá không ăn nổi ha. Chủ yếu là mấy anh em sang chỉ thắng ra để làm cái thuốc sức thôi nha. Đây là lòng. Thôi quay về chòi để làm cái bữa ăn tối đã. Đây là cái chòi mà sáng giờ sang với mấy anh sửa đây. Nhìn sạch sẽ với gọn ghẽ hơn hẳn á. Cái phía sau đây thì chưa kịp làm miếng vách nè. Cái này thì mấy bữa nữa mấy anh em sẽ mần sau. Còn ở đây thì anh Huân sẽ chặt con trăng ra thành từng miếng. Mới đầu dự định là sẽ nấu cháo trăng mọi người, nhưng mà khi nãy anh Hàng về nấu cơm rồi nên không có nấu cháo nữa, mà mình sẽ làm món trăng hầm nè, trăng hầm với lại trăng nướng một ít xào thôi mọi người. Ở đây thì anh Bảo đang chuẩn bị làm cái phần mỡ trăng. Cái đó nướng hả? Cái lá lách của nó thì mình sẽ nướng mọi người. Còn đây là cái phần mỡ trăng này. Giờ thì mình sẽ bắt một cái nồi lên để thắng mỡ trăng nha. Cái này là gì ha? Cái này không phải mỡ mà cũng không phải lòng của nó mọi người.
mấy anh em sẽ không biết nó là cái gì nữa. Cái này thì mấy anh em sẽ xỏ que và nướng khô để ăn nha. Giờ thì anh Bảo đang chuẩn bị cái chảo để thắng cái mỡ chăn này. Cái mỡ này thì vô ha. Chào chào Bảo. Nghe tiếng dữ à. Cái mỡ này thì anh Bảo thắng em để cho vào trong chai cho mọi người. Nếu mà ai bị nứt tay nứt chân mà trời lạnh á, mình sức á, thì nó sẽ rất nhanh liền cái phần da. Chắc nó cũng như mỡ heo anh ba. Nấu lâu cái nó bắt đầu chảy ra ha. Cứ cái chảo khô là mình cho vô mà người không cho nước hết cá mỡ nữa. Còn cá lăn đá khi nãy anh Huân bắn được. Anh Hàng vừa mới mần ra để làm một cái nồi kho. Do là con này gác bếp nó cũng không ngon, nên kho để sáng mai ăn ha. Cái này là hồi nó tan hết thành mỡ luôn ha. Nó có cái tóp không? Có rồi. Vẫn có tóp mỡ hả? Tóp mỡ mình ăn rồi. À, ăn được ha. Đừng cho nó khô. À. Vừa là mình ăn luôn. Mấy anh bảo là thắng ra mọi người, khi nào mà cái mỡ chăn nó vừa tới thì mình sẽ lấy cái phần cục này ra này. Mình lấy cái phần tóp mỡ chăn để ăn nhé. Còn cái mỡ nó bắt đầu tan ra này. Dằn ghê ha. Cái này khi mà thắng nó thơm giống như là mình thắng cái mỡ heo. Nó ra nè, nó bắt đầu ra mỡ nè. Thơm ha. Em tưởng nó sợ nó tanh, bây giờ nó thơm ghê á. Còn phía ngoài đây thì anh Huân đang chặt cái phần thịt ra để cái này để làm gì đây không? À, xào sả ớt ha. Cái này là cái phần thịt để xào sả ớt đó mọi người. Còn phần xương giữa để hầm ha. Có một ít mỡ chăn thôi mọi người mà thắng ra quá trời cái phần phần dầu luôn. Giờ thì mấy anh em sẽ cho cái phần dầu này ra ngoài cho nó nguội. Khi mà nó nguội thì sẽ bắt đầu đổ trong chai để dành lại nha. Còn cái phần này thì anh Hàng bảo là ăn sẽ rất là ngon, nó giống như là tóp mỡ heo vậy đó. Mà để cho nó nguội ra mới ăn được. Còn là cái nồi này là hầm đủ nha. Ướp gia vị rồi cho đu đủ vào trong hầm luôn. Tại vì con chăn này nó cũng không tanh. Buổi chiều dưới sông thì mọi người xem khung cảnh này. Rất bình yên luôn ha. Đây là cái phần mỡ, cái tóp mỡ chăn mà khi nãy mấy anh thắng ra được đó mọi người. Giờ thì ăn thử một miếng nha. Mời mọi người. Đâu khác gì mỡ heo không? Y như tóp mỡ heo. Không bị ngấy mấy đó. Nè, thử không? Không bị ngấy. Nó có cái vị y như mỡ heo mọi người. Để đây cho hồi xíu ai ăn kìa. Cái phần mỡ chăn mà nãy giờ mấy anh em sẽ thắng nè mọi người. Nó cũng đang nguội rồi đây rồi nha. Giờ thì sẽ cho vô trong cái chai trà xanh. Cho vô trong một cái chai để mình bảo quản lại nha mọi người. Hồi nãy nhiều lắm ha. Sao nó nguội lại nó còn tí xíu à. Giống một ông thôi. Chà, nóng thế. Cái phần cặn này lấy không? Không, bỏ đi. Bỏ đi ha, để nó hư. Đó. Vừa đúng một chai luôn. Đi như mật ong ha. Một con chăn gần 20kg thì được bao nhiêu đây mỡ đó mọi người. Y hệt như mật ong luôn, không khác thế nào hết. Cái này mà ai bị phỏng hay bị nứt da tay nứt da chân á sức. Vui luôn mà bạn.
nhìn hấp dẫn ha. Chín chưa ta? Chín rồi. Nhắc xuống ngay. Món chăn xào mọi người, xào nãy giờ thì cũng đã chín rồi nha. Giờ thì mấy anh em sẽ nhắc xuống để ăn thôi. Cái này chín luôn ha. Dọn ra ăn thôi. Còn cái phần chăn nướng thì tối này thì mấy anh em sẽ mới nướng sao. Giờ là dọn vào chòi để ăn tối mọi người. Đây là cái phần lá lách của con chăn này. Với cái cục này không biết là cục gì. Nướng nãy giờ giống như cục xích á. Nó ra rất là nhiều nước luôn. Cái nãy thì nó to bằng cầm tay á. Nướng lại chút thì nó còn bằng ngón tay cái đây mọi người. Nó nhiều nước xuống này. Nhưng mà thơm lắm nha. Đây là phần lòng của con chăn này, xào khô này. Tính ra một con chăn cũng làm được mấy món mọi người. Giờ dọn lên đây để ăn tối nha. Mấy món của tối nay thì cũng đã chín hết rồi nha mọi người. Thôi giờ mời mọi người cùng với mấy anh em mình ăn tối ha. Một con chăn thôi làm quá trời món luôn. Mà còn dư ở ngoài kia đó, trên đình luôn. Ăn đi mọi người. Sang thử trước cái món mà cái lòng đi. Tại vì mấy anh bảo là cái món này ngon lắm. Là cái này nó mềm chứ cái thịt này sao thấy là hơi dai. Mà mọi người ngon ta. Như là cái gan gà ha. Giống gan gà mình nướng mọi người. Giòn giòn. Cái cục này tanh không? Đây là cục mà mấy anh em không biết cục gì. Cái đó là cục xúc xích đấy mọi người. Em thử. Ngon. Mua chục ớt. Rồi. Ăn nhiều bao? Tí hết mua lại. Chắc cái này không có hoa, mình không nấu da. Già quá. Mình chắc phải bỏ dây. Thịt nó thì ăn giống như thịt rắn rồi. Già quá. Không nổi. Không có nổi. Như rửa xe vậy á. Nha. nhai cái da chăn này giống như là mình nhai cái vỏ xe vậy mọi người. Nó dày mà nó rất là dai luôn. Vậy chắc là cái da không ăn được. Đây là cái cục thịt chăn anh Huân xào xáo ớt. Ngon thì nó có ngon đó. Nó cũng ngọt giống như là rắn hữu hành. Nhưng mà có cái là nó quá dai. Này chịu khó nhai nha. Bỏ cái phần da đi, da ăn không được. Có cái lớp da dày cả khúc luôn. Trời ơi. Cảm ơn. Nước sắp hay không chứ bố. Cái lớp da này chắc làm túi sắp hay cái gì thôi ha. Ăn ra không nổi à. Chắc làm dây thắt lưng. Dây thắt lưng. Dây lưng túi sắp à. Dây cho cổ. Bao đứt. Nhưng thịt vẫn ăn được, thịt vẫn có da không được. Lửa đốt không cháy. Lạnh hồn nó cao quá rồi. Hầm lại từ đây tới sáng chắc ngon lắm. Sáng. Tính ra thì mấy anh em sang nấu nhiều nhưng mà không có ăn được cái gì luôn. Giờ thì mấy anh em tính vậy, cho hết cái phần xào xào ớt chung vô cái phần hầm nè. Hầm luôn mọi người. Chứ không ăn được đâu. Nói thật cho mọi người, nó dai cực kỳ dai. Chắc hầm tới sáng mai ra ăn được ha. Hầm từ giờ tới sáng. Cho nước vô. Cục thịt không. Nhìn thì rất là ngon, rất là hấp dẫn đó mọi người. Nhưng mà tiếc cái lại dai. Phần thịt thì nó ngọt đó. Nhưng mà dai quá. Đấy, hầm chừng nào mà cái này nó cạn nước xuống là ăn được. Cho lên bếp nha.
quật còn phía bắc chỉ tụt rồi chỉ tụt cái bắp lìa chưa đang mong giờ cứ nấu tới khi cái nước nó cạn lại thôi. Sáng nay đi thả lưới rủ con đi với nha. Thả lưới nha, thả lưới dạ. Chèo được không? Được. Cái thì lại nhẹ lắm. Mùa vụ đây là nó dở cái là chèo xong bỏ mới vào cái là nó à, còn còn cho còn còn cái ép. Như đó. Hai con. Mất mất con để đấy đi ngược vọt ra con. Ui bự dữ. Đây mọi người, à, bố anh Huân đi thả lưới dưới sông mọi người được giờ 8 giờ mới về được. Ủa, đây mấy con cá ép. Đẹp thế. Được. U con lăn đá đó hả? Để chụp con, chụp còn sống không? Còn. Để cho con mượn con cá leo đi. Dạ. Chú thả được con một con lăn đá, một cá lăn đá chứ với một con cá leo luôn người. Đẹp vậy. Lâu lắm rồi mới thấy đi xong rồi mới thấy được cá leo á. Cho lên bờ để sấy. Đây mọi người, đây là con cá leo đây. Lâu lắm rồi mới gặp được con này nè mọi người. Cá leo. Chắc 2 kg quá. Con này ăn ngon. Mùa nắng này mới lên. Xin dưới à? Cho vô để đi chết. Vậy để đây nó vọt mẹ ra nghiêm nghiêm đi. Nó vọt mẹ ra mất con. Đẹp ta. Được 5 con. Được 4 con. 2 con cá với 1 con cá lăn đá, 1 con cá leo. Bây giờ là 10 giờ tối mọi người. Trời thì lạnh quá nên cũng khó ngủ. Mấy anh em sang ra đây đốt đống lửa để nấu một ấm nước sôi đi uống nha. Còn đây là cái phần thịt trăng mà buổi chiều dư ra mấy anh em sẽ nướng. Thơm lắm mọi người. Trăng lên điện dầu. Mà sao em thấy nó nở ra ta? Ha. Nhìn nướng lên cái phần thịt nó dày cui luôn mọi người thấy có phần thịt không? Rồi mình nấu thì hình như nó teo lại, nướng chỗ này nó nở thịt. Cái này phải nướng thêm một tối nữa. Bây giờ từ giờ sáng cho nó khô. Thì sáng mai mỗi người một sâu để mang về. Mùa này ở trong rừng thì nó lạnh lắm nha mọi người. Ở đây là ở giữa rừng thôi. Xung quanh đây, ở đây là cái láng. Nhưng mà cái này là nằm giữa rừng nha. Xung quanh đây là rừng hết. Nên buổi tối sương nó xuống rất là lạnh. Đây là chỗ ngủ của mấy anh em sang này. Đi rừng thì ngủ võng thôi. Bây giờ là 1 giờ 38 phút tối mọi người. Mẹ Sang với mấy anh dậy sớm. Anh Huân thì lên xuồng bên kia, còn Sang bên xuồng của bố anh Huân á. Giờ thì mấy chú cháu của Sang sẽ đi thả lưới đêm. Sẵn hôm nay xuống sửa chòi mà nước sông nó cạn á, đi thả lưới đêm xem là có cá hay không. Tối nay thì trăng rất là sáng luôn mọi người. Buổi sáng trên sông lạnh lắm nha. Ôi. À, hai chú cháu có sang chạy xuồng đó mọi người. Thì cũng tới chỗ thả lưới rồi nha. Nhưng bây giờ nước to quá chưa có thả lưới được. Nên giờ có lẽ là sẽ leo lên trên bờ. Đợi nước cạn nha. Sang có mang theo cái ba lô nữa. Mang theo mấy cái võng mọi người. Ở đây có cái chỗ cột võng này. Giờ thì sẽ leo lên trên đây để mắc cái võng. Đợi nước cạn mới đi thả lưới thôi. Anh Huân cũng vừa mới chạy xuống tới. Bắt lưới đấy. À, bây giờ là 2 giờ 37 phút tối mọi người. Nước thì cũng cạn hơn nhiều rồi nên giờ mấy chú cháu sẽ đi thả lưới nha. Giờ thì anh Huân sẽ thả cái tay lưới từ cái chai này mình qua mấy bên kia nha. Ở trên mặt sông mùa này nó lạnh lắm. Gió nó thổi mọi người. Cháu Sang cũng đã thả lưới xong mọi người. Bây giờ sẽ quay về cái chỗ cột võng á. Để ngủ một giấc. Chắc sáng mai mình mới đi thăm. Giờ chắc cũng là 3 giờ mấy rồi. Quên cái tầm vào từ đó.
Trời sáng rồi nha mọi người. Bây giờ thì Sang với chú sẽ đi thăm lưới. À, anh Huân với anh Bảo thì thả ba ta lưới ở dưới cái hục thác dưới đây mọi người. Xíu nữa sẽ qua bên thuyền kia thăm sau. Còn giờ hai chú cháu sẽ đi thăm trước mấy cái ta lưới tối thả với anh Huân. Chỗ này hồi tối cục đá bự. À. Dính à? Cá lăng hả? Có mà. Đâu? Cái xuồng nhỏ quá không phụ được đâu. Được. Ở lưới đây dính cá lăng mọi người. Đây. Chắc 3 ký. Ui, cái lưới này nhìn mỏng manh quá. Mỏng quá. Vào con túi nhờ. Mấy cân nhỉ? Dạ. Vẫn còn. Cái lăng nha mọi người, nhưng mà nó cái lưới này nó dính cá to là mình không kéo lên được, không giống như lưới dày kia. Phải từ từ thôi. Cá lăng rồi mọi người. Cái đuôi luôn. Còn. Không mất rồi. À, con mà. Con cơ. Chụp luôn chú ơi. Chụp luôn chú ơi. Ôi sắp xảy rồi. Được. Chụp đi chú ơi. Ui quá hay rồi. Ui yeah. Cái mỏng manh quá kìa. Cái lưới này có túi này không? Có túi rồi đúng không? Dạ. Giống với cái đầu thôi. Kinh. To mà, con này chắc chắc 3 ký quá. Con này à? Dạ, nặng tay. Đừng có ép, cứ rẫy cục. Đấy. Tao tưởng cái ép. Nó dậy cái ép vậy, kéo lưới. Mọi người thấy đã không? Con này thì như hai chú cháu đoán thì chắc cũng được 3 ký á. Đây đâu chứ? Đây luôn hả? Ừ. Để ông ta cái gì thấp rồi. Khi sáng thì chú không ngủ được đó mọi người. Đi thăm cái ta lưới ở phía trên kia được con cá lăng nhỏ. Quay nhảy ta tụt cái ép lên nó xíu nó ở chít trên này. Một con đầu tiên. Con đá to không biết mua được rồi. Con đá cục đó. Thả lưới mùa này thì nó ít cá trắng. Đấy, vẫn còn cá ở bên dưới. Con. Cá gì bên dưới. Thả lưới mùa này thì không có nhiều cá trắng đâu nha mọi người. Cá à? Dạ. Lưới đã dính một con két nữa, một két cũng to. Thả lưới vào cái lúc mà cuối mùa mưa á, với lại đầu mùa mưa thì mới được nhiều cá trắng. Còn cái lúc này thì chủ yếu là lâu thì được một hai con, tại vì bây giờ là cũng là cuối mùa cá rồi. Mà năm nay thì con thấy được nhiều cá lăng ha. Dạ. Mùa này mà chú cái tháng này ít được đó.
cái đợt đầu mùa đi thả lưới đâu có được cá lăng đâu. Ừ, giờ thì nó đâu có. Dạ. Giờ nó lại lên. Nhiều không? Nhiều không? Cá két đó hả? Đầu kia có sống, đầu kia sống chưa? À, buổi tối mọi người thì chú thả ba tay, anh Huân thả ba tay. Thì ba tay lưới của chú thì dính được một con cá lăng này. Một con cá lăng đá to to, một con cá ép, một con cá lăng đá nhỏ với lại con cá trắng nha. Còn ta lưới bên Huân thì dính được mấy con cá ép. Cái này nó có chìm tới đáy không anh? Cá két to không anh Huân? Ù, cá két to ta. Ba con cá ép. Lưới anh Huân thì dính được ba con ép, một con ép to với lại bước qua đây. Một con cá két đi. Đây, một con cá két. Đồ lắc quay quay em đồng vây trong công lắc. Rồi. Rồi. Vậy là một buổi tối thả lưới của mấy chú cháu cũng đã xong nha mọi người. Giờ thì sẽ chạy xuồng về chòi và đi về nha. Nay thì xuống sửa chòi nhưng mà còn được đi thả lưới nữa. À, giờ về thôi. Đi thả lưới của chú nè mọi người. Thả từ 4 giờ chiều á tới sáng hôm nay. Được bao nhiêu đây? Đây là con cá lăng khi sáng hai chú giáo dính. Lăng đá nha. Bỏ qua đây đi, một con. Con này thì to đó, chắc 3 kg mấy, 4 kg, 3 kg. Đá thật. Dạ. Còn đây là túi buổi chiều chú thả này. Ủa, cái miệng to thế. Nãy con gà nhau bắn súng rồi. Ờ. Đây. Chắc hơn nha chú ơi. Nặng, có khi nặng hơn con cá kia nữa. Đây, đây là con cá leo nha mọi người. Con này thì cái size này là con nhỏ đó. Cái loại này nó bự dữ lắm. To nhất của nó chắc phải mấy chục ký á mọi người. Đây cái ép này, ba con cá ép, con này thì chắc là 1,5 kg một con, quá bự luôn. Như cái lăng đá kia đó. Nấu nướng đồ ăn sáng, ăn xong và thu dọn đồ đạc mọi người. Bây giờ thì sẽ khởi hành đi về ha. Hôm nay thì lên trên đây sửa chòi cùng với mấy anh, cũng như là làm một cái bữa ăn nhỏ nhỏ ha. Sẵn tiện thì đi thả tới lưới quay cho mọi người xem. Còn giờ thì mình sẽ đi về nha. Về thôi. Từ đây mà về nhà cũng xa á.